Em lấy tiền của nó em xài đi ha. Nó nói là đàn bà ở nhà chỉ biết ăn bám. Đấy, rồi ngon luôn. Sao đây chị kể cái cuộc đời cho em nghe. Mẹ cuộc đời chị nó khốn nạn vậy. Chị 57 tuổi đúng không? Đấy là chị tính là đi du học rồi. Đi là học du học cơ. Xong rồi chị yêu cái thằng kia, cái đàn chồng cũ chị ấy. Xong rồi nó bảo là thôi bây giờ em đừng có đi học nữa, em đừng có đi học nữa, em về nhà đi, em về nhà em cưới anh cưới em, anh chầu cao anh cưới em, rồi hai vợ chồng mình ở nhà có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Lúc đấy thì chị biết là tình yêu, lúc đấy chị biết tình yêu này kia thôi, mới chưa trải đời mà. Xong rồi cứ nghĩ đấy là tình yêu đích thật đấy. Xong rồi nghe lời của nó, ok ở nhà chăm con chăm cái rồi đấy. Chăm con cho đã gồm vào. Xong nhá, cái mọi lần mà chị xin tiền nó ấy, chị sinh em bé này, xong rồi chị xin tiền nó, chị bảo là bây giờ hết tiền ăn rồi, hết tiền mua đi chợ rồi này kia, nó lại quay qua nó nói là ở nhà có chăm con không cũng xài tiền phung phí đấy. Làm không ra tiền mà cứ xài tiền như thế thì ai mà chịu cho được đấy. Cái chị mới hối hận, em hối hận hết 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 rồi.